Mi-chê, chương 1. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha và Ê-sê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Hỡi hết thảy các dân hãy nghe, hỡi đất và mọi vật chứa trên đất hãy lắng tai. Nguyền xin Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi. Vì này, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài, xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các trũng sẽ chia xé, như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp và vì cớ tội lỗi của nhà Israel. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao? Vậy nên, ta sẽ khiến Sa-ma-ri nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho, và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng và những nền ra trần trụi. Hết thảy tượng chạm nó sẽ bị đập bể, hết thảy của hối lộ nó sẽ đốt trong lửa. Ta sẽ làm cho hết thảy thần tượng nó nên hoang vu, vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của nghề điếm đỉ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đỉ. Vậy nên, ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng và rên siết như chim đà, vì vết thương của nó không thể chữa được. Nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Giê-ru-sa-lem. Chớ rao tai nạn này ra trong Gác, chớ khóc lóc chi hết. Tại Bết-lê-áp-ra, ta lăn lóc trong bụi đất. Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy ở trần truồng, chịu xấu hổ mà qua đi. Dân cư Sa-a-nan không bước ra. Người Bết-hê-sen khóc than, làm cho các ngươi mất chỗ đứng chân. Dân cư Ma-rốt lo lắng mà trông đợi phước lành, bởi tai vạ từ Đức Giê-hô-va sai xuống đã tới cửa Giê-ru-sa-lem. Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Ấy chính ngươi đã bắt đầu cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Israel thấy trong ngươi. Vậy nên, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Mô-rê-sết Gác. Các nhà của Ạc-xíp sẽ lừa dối các vua Israel. Hỡi dân cư Ma-rê-sa, ta sẽ đem một kẻ hưởng nghiệp ngươi đến cho ngươi. Sự vinh hiển của Israel sẽ đến Adulam. Ngươi khá làm sói đầu, cạo tóc, vì cớ con cái ưa thích của ngươi. Phải, hãy làm cho ngươi sói như chim ưng, vì chúng nó hết thảy đều bị bắt làm phu tù khỏi ngươi. Chương 2. Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình và làm ra vừa lúc sáng ngày, vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay. Chúng nó tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp họ nữa. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta toan tính nghịch cùng họ hàng này một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ, và các ngươi sẽ không ngước đầu lên mà đi, vì ấy là kỳ hoạn nạn. Trong ngày đó, người ta sẽ lặp lại một câu thí dụ về các ngươi, sẽ hát một bài ca thương sầu thảm mà nói rằng: Chúng ta bị hủy diệt cả rồi. Ngài dời sản nghiệp của dân ta, khiến cho lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ loạn nghịch. Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va, ngươi sẽ không có một người nào đặng bắt thăm văn dây. Chúng nó nói tiên tri rằng: Các ngươi đừng nói tiên tri. Chúng nó sẽ không nói tiên tri cùng các người này. Sự sỉ nhục sẽ chẳng cất khỏi. Hỡi nhà Gia-cốp, há phải rằng thần của Đức Giê-hô-va là kém suốt sao? Đó há phải là việc Ngài làm sao? Nhưng lời của ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao? Song mới đây, dân ta dấy lên như kẻ thù. Những kẻ đi qua cách yên ổn, chẳng ưa chiến đấu, thì các ngươi bóc lột áo ngoài của họ,
chỉ để lại áo trong. Các ngươi đuổi những đàn bà của dân ta khỏi nhà vui vẻ chúng nó, và cất sự vinh hiển ta khỏi con trẻ nó đời đời. Các ngươi hãy đứng dậy đi đi, vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, vì cớ sự ô uế làm bại hoại, tức là sự bại hoại nặng lắm. Nếu có người theo sự hư không và nói dối mà rằng, ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, ấy sẽ là đấng tiên tri của dân này. Hỡi Gia-cốp, ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại, ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Israel và đặt nó chung cả như những con chiên của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chúng nó. Đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người. Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra. Vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó. Chương 3. Vậy nên ta nói rằng, các trưởng của Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel hãy nghe. Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da của những kẻ này và róc thịt trên xương chúng nó. Các ngươi ăn thịt của dân ta, lột lấy da và bẻ lấy xương, xé ra từng mảnh như sắm cho nồi, như là thịt ở trong chảo. Bây giờ, chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy, theo như những việc dữ chúng đã làm. Này là lời Đức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình và rao rằng bình an, và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó. Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy, các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri. Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhốt nha. Hết thảy đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán và lòng bạo dạn bởi thần của Đức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Israel về tội lỗi nó. Hỡi các trưởng của nhà Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel, hãy nghe điều này. Các ngươi gớm sự chính trực và làm bại hoại sự bằng phẳng. Các ngươi lấy huyết xây thành Si-ôn và lấy sự gian ác xây thành Giê-ru-sa-lem. Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc. Rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng, Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta. Vậy nên, vì cớ các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên đống đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên như nơi cao trong rừng. Chương 4. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chạy về đó, và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Mọi dân tộc, ai nấy bước theo danh của thần mình, và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. Rồi, ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót và kẻ bị bỏ làm nước mạnh. Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn từ bây giờ đến đời đời.
còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Sion, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Jerusalem sẽ đến cùng ngươi. Nhưng bây giờ làm sao ngươi trỗi tiếng kêu la như vậy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sinh đẻ? Hỡi con gái Sion, hãy đau đớn khó nhọc để sinh ra như đàn bà sinh đẻ. Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Babylon. Nhưng ở đó ngươi sẽ được giải cứu. Ấy là tại đó mà Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi nói rằng, nguyền cho nó bị uế tục và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Sion. Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài. Vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa. Vậy hỡi con gái Sion, hãy trỗi dậy, khá dài đạp. Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng. Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất. Vậy, hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi. Người đã vây hãm chúng ta. Người ta lấy roi, đánh trên má quan xét của Israel. Chương 5. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm. Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên, Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sinh đẻ đã sinh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình. Và chúng nó sẽ ở yên. Vì nay, Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Khi người Assyri sẽ đến trong đất chúng ta và dày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên 7 kẻ chăn và 8 quan trưởng của dân mà nghịch lại nó. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất Assyri và các cửa của đất Nimrod, và Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người Assyri khi nó sẽ vào đất chúng ta và dày đạp trong bờ cõi chúng ta. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt móc đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta và không mong gì ở con trai loài người. Phần sót lại của Gia-cốp cũng sẽ ở giữa các nước và ở giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng và như sư tử con ở giữa các bầy chiên. Khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé, không ai cứu được hết. Nguyền tay Chúa giấy lên trên những kẻ cừu địch Ngài và những kẻ thù Ngài bị trừ diệt. Đức Giê-hô-va phán, xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cất hết những ngựa ngươi khỏi giữa ngươi và diệt hết xe ngươi. Ta sẽ trừ hết các thành của đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. Ta sẽ cất bỏ đồng bấm khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa. Ta sẽ làm cho tuyệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn quỳ lại trước công việc của tay mình làm ra. Ta sẽ nhổ tượng ác tặc tê khỏi giữa ngươi và hủy diệt các thành ngươi. Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nước không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức. Chương 6. Bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán. Ngươi hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi. Hỡi các núi và các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời đối nại của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài, và Ngài sẽ đối nại với Israel. Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy làm chứng nghịch cùng ta. Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, và đã sai Môi-se, A-rôn, Miriam đến trước mặt ngươi. Hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu của Ba-lát là vua Mô-áp đã mưu, và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô đáp cùng nó, và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Ginh-ganh, hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va.
ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành này. Người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe gậy mà biết là ai đã định. Trong nhà kẻ ác, há chẳng phải còn có của báo gian ác và lường non đáng gớm ghiếc sao? Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? Vì những kẻ giàu của thành này đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ. Vậy nên ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng và khiến ngươi hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. Ngươi sẽ ăn, song không được no đâu. Sự sỉ nhục sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ chuyên của ngươi, song không cứu được. Còn cái gì ngươi cứu được thì ta sẽ phó nó cho gươm. Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt, sẽ ép olive nhưng không được xức dầu, sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu. Vì người ta còn giữ những lệ luật của Omri và cả việc làm của nhà Ahab. Các ngươi bước đi trong mưu chúng nó, hầu cho ta khiến ngươi trở nên hoang vu. Dân cư nó sẽ bị xuyệt và các ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dân ta. Chương 7. Khốn nạn cho ta, vì ta như khi đã há trái mùa hạ rồi và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có cái ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu. Ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình. Vậy thì cùng nhau đan dệt. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuông, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thanh phạt ngươi đã đến rồi. Nay chúng nó sẽ bối rối. Chớ tin người lân cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ, đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người, tức là người nhà mình. Nhưng ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta. Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy, dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Ta chịu lấy sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng, chớ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó. Nay nó sẽ bị dày đạp như buồng ngoài đường. Ngày đến là khi các tường thành của ngươi sẽ được xây đắp. Trong ngày đó luật định sẽ bị dời xa. Trong ngày đó người ta sẽ đến cùng ngươi. Từ Assyri và từ các thành Egypto, từ Egypto cho đến sông cái, từ biển này cho đến biển kia, từ núi này cho đến núi khác. Nhưng đất này sẽ trở nên hoang vu vì có sự báo trả về việc làm của dân cư nó. Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạc Mên. Hãy cho nó ăn cỏ trong Ba Sang và Gala-át như trong những ngày xưa. Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ai Cập.
Các nước thấy sự đó sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình. Chúng nó sẽ đặt tay trên miệng và tai chúng nó sẽ điếc. Chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất. Sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và vì Ngài mà khiếp sợ. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu giận đời đời vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Abraham là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.